những thông tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa nghệ thuật sẽ khép lại bản tin cập nhật. Sau 5 tháng thi công khẩn trương công trình tượng đài giáo sư bác sĩ nông học Lương Định Của, ngày 16 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài giáo sư bác sĩ nông học Lương Định Của. Công trình tượng đài giáo sư bác sĩ nông học Lương Định Của được khởi công vào tháng 2 năm 2020 trong khuôn viên công viên 30 tháng 4, trung tâm thành phố Sóc Trăng, tổng vốn đầu tư trên 8,5 tỷ đồng. Giáo sư bác sĩ nông học Lương Định Của sinh ngày 16 tháng 8 năm 1920, mất ngày 28 tháng 12 năm 1975. Sinh ra tại làng Đại Ngãi, quận Cái Sách, nay là thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Ông là chuyên gia hàng đầu của nước ta, đồng thời cũng là nhà khoa học có uy tín lớn trong giới khoa học nông nghiệp ở một số nước trên thế giới về di truyền chọn giống. Công trình tượng đài vừa có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, vừa có ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ 14, được khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của giáo sư bác sĩ nông học Lương Định Của. Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, định kỳ vào thứ bảy hàng tuần tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận Nhất sẽ tổ chức biểu diễn nghệ thuật đường phố. Dự kiến chương trình sẽ bắt đầu ngay trong tháng 7 này. Chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố trên phố đi bộ Nguyễn Huệ ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có dài trong 2 tiếng rưỡi, từ 19 giờ đến 21 giờ 30 phút vào tối thứ bảy hàng tuần. Tại hai khu vực sân khấu, công chúng và du khách sẽ được thưởng thức những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, từ nghệ thuật truyền thống, xiếc, ảo thuật, hip hop, nhạc trẻ đến các tiết mục nghệ thuật mang tính quốc tế. Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng chương trình kích cầu phục hồi thị trường du lịch sau dịch bệnh COVID-19. Dự kiến các show diễn đầu tiên sẽ bắt đầu vào tuần cuối tháng 7. Vài năm trước, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thí điểm tổ chức lễ hội nghệ thuật đường phố tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.